chào tất cả các bạn cùng đến với kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 38 tới 42 của ngày thứ hai tuần thứ 11 mùa thường niên, cũng như bài suy niệm sau đây. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Các bạn thân mến, với đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng hận thù cần phải được khắc phục bằng sự tha thứ quảng đại. Xét theo phương diện xã hội học thì luật báo thù là một trong những bước tiến quan trọng so với những luật lệ cổ xưa. Theo luật lệ xã hội vào thời cổ xưa thì luật trả thù là công bằng, bởi qua đó nó giới hạn quyền trả thù ở một tỷ lệ gọi là hợp lý. Con người phải trả giá với tất cả những gì mà họ đã làm cho người khác, nếu không thì e rằng sự bất công sẽ tràn lan. Mắt đền mắt, răng đền răng. Để dẫn đưa chúng ta đi đến một luật lệ hoàn thiện thánh thiêng hơn, nên Chúa Giêsu đã khẳng định là cần phải vượt qua luật răng đền răng, mắt đền mắt và thay thế vào đó bằng luật lệ yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã chứng minh luật lệ này ngay trên thập tự giá. Đó như là một thể hiện sâu xa nhất cho chúng ta. Chẳng những thế, trên thánh giá Chúa Giêsu còn cầu thay cho những kẻ hành khuyết ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tin mừng thánh Luca chương 23 câu 34. Thực vậy, thưa các bạn, đối với Chúa Giêsu, luật hận thù phải được thay thế bằng luật yêu thương. Bởi luật lệ xã hội không bao giờ có đủ bảo đảm cho sự công bằng và nền hòa bình trên thế giới này. Tuy nhiên, thưa các bạn, sự tha thứ cần phải đi kèm với sự thật và công chính. Chúng ta tha thứ không chỉ vì chúng ta cảm thấy bất lực. Thuật ngữ giơ má bên kia thường bị nhầm lẫn với ý tưởng là phủ nhận quyền chính đáng của con người. Giơ má bên kia có nghĩa là tố cáo kẻ đã làm điều đó, nhưng với một thái độ ôn hòa, kiên quyết, để đối phương hiểu được sự bất công mà họ đã vi phạm. Chúng ta cũng hãy tự suy nghĩ rằng hành vi như vậy có ổn không? Dựa trên tinh thần đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bình tĩnh đáp lại tên đầy tớ sức sược của Thầy Thượng Tế. Nếu tôi nói sai thì hãy cho tôi biết, còn nếu tôi nói đúng thì tại sao anh lại đánh tôi? Tin mừng Thánh Gioan chương 18 câu 23. Thưa các bạn, như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi cư xử với người khác bằng thái độ yêu thương và công bằng. Chúng ta không tìm cách trả thù, nhưng trái lại sẵn sàng tha thứ, và đồng thời cũng phải chứng tỏ cho kẻ đối phương hiểu về sự bất chính mà họ đã gieo ra. Chắc chắn đây không phải là một thái độ dễ dàng, nhưng là một cách duy nhất để kiềm chế bạo lực và tác tạo nền hòa bình. Chúng ta cần mạnh dạn, can đảm khi đứng trước sự bất chính xảy ra. Chúng ta không rụt rè hay tránh né, nhưng trái lại hãy luôn tìm cách đáp lại với lòng quảng đại nhân ái trong công bình. Cãi vã, đánh đập, trả thù, đi đến kiện tụng là thái độ và là thứ tinh thần quen thuộc trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu. Nhưng như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi suy nghĩ chín chắn hơn. Bình an là hoa quả của công bằng, nhưng không ai có bình an bằng phương tiện bạo động từ sự cho mình. Ngợi khen Chúa Kitô, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy nghị lực trong yêu thương.
tha thứ như chính Chúa Giêsu đã dạy bảo chúng ta.